Tuần sau là đám giỗ mẹ con rồi đó. Nhanh thiệt. Mới đó mà bà mất đã 15 năm rồi. Năm nay quan khách của con nhiều hơn, các mối quan hệ làm ăn rộng rãi, chắc phải đặt thêm tầm 10 bàn nữa mới được ba. Vậy hả? Linh à, con quay lại đi con. Tới 30 bàn lận đó. Con nấu nướng cực lắm đó. Thôi thì con cứ nấu đám cúng bàn thờ mẹ con. Còn đãi đàn khách khứa thì mình đặt bên ngoài hết đi. Dạ, vậy để con tính lại. Mẹ nghe nè Thiên, chuyện gì vậy con? Mộng đẹp treo cổ chết rồi. Cô ta chết thì liên quan gì tới tôi? Mộng Điệp là ai vậy? Ba đừng có quan tâm. Một người dưng vậy mà. Thôi, thưa ba con đi làm. Trời ơi, sao ông có thể bàng quan nói những lời lạnh lùng như vậy chứ? Vốn nhí nhảnh yêu đời như nó lại chọn một cái chết quá thảm khốc như vậy. Nguyên do nào? Nguyên do nào mà đẩy con bé vào bước đường cùng này? Anh không muốn má anh nghe chuyện này nên mới mời em ra đây. Em là bạn thân của Điệp. Em có biết gì về cái chết của Điệp không? Trước khi chết, nó đã nói gì với em? Trước khi chết, nó rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Nó có tới gặp em và kể tất cả mọi chuyện, nhưng em là chủ quan. Em không ngờ tình hình đã xảy ra tồi tệ như vậy. Anh không biết nguyên do nào đã đẩy con bé vào sự bế tắc đến nỗi nó phải quyên sinh. Anh cũng biết trước đó Điệp và Thành Thiên yêu nhau, nhưng mà sau đó Điệp đã nói với anh là chia tay vì hai người không hợp nhau. Vậy anh có biết ai là người chen ngang cuộc tình của họ không? Là ba của Thành Thiên. Vậy là ông ấy đã cấm cản hai người, khiến cho nó phải tuyệt vọng. Không phải như vậy. Ông ấy đã cặp với Mộng Điệp. Cái gì? Ba của Thành Thiên trở thành tình nhân của em gái anh? Lúc đầu em biết chuyện, em đã khuyên nó nhiều lắm, nhưng Điệp nó đã bất chấp tất cả. Vì ông ấy đáp ứng được nguyện vọng của nó, vì tiền và danh vọng, nó đã lao theo và bỏ rơi Thành Thiên. Tại sao? Tại sao ông ấy lại làm như vậy? Em không biết. Thời gian đầu, hai người rất vui vẻ và hạnh phúc, cho tới khi Điệp có thai với ông ấy. Cái gì? Điệp có thai? Dạ phải. Khi phát hiện mình đã có thai, Điệp muốn dùng đứa con để ràng buộc ông ta. Nhưng mà thật bất ngờ, ông ta đã quay lưng với nó. Thậm chí, ông còn đánh đập Điệp dã man. Con bé đã không đủ bản lĩnh để vượt qua. Nó bế tắc và đã tìm tới cái chết. Hai mạng người, chứ không phải là một.
Em hãy yên nghỉ đi. Và anh nhất định sẽ trả thù cho em. Sao ông có thể dửng dưng, lạnh lùng một cách tàn nhẫn như vậy? Ông vẫn có thể ngủ ngon khi đã gây ra nhiều tội lỗi như vậy sao ông Hải? Nếu không mà con thấy lòng nhẹ hơn thì con cứ khóc đi. Mẹ ơi, con đau lắm mẹ. Mẹ hiểu cảm giác của con, nhưng mẹ phải làm sao đây? Làm sao để cho con bớt đau hơn đây? Con đau một, lòng mẹ đau đến mười, con có biết không? Mẹ ơi, tại sao ba lại làm như vậy hả mẹ? Mộng đẹp còn quá non nớt, làm sao có ấy chịu đựng được một cú sốc lớn như vậy? Bà quyến rũ cô ấy, rồi lại bỏ rơi cô ấy khi cô ấy đang mang thai. Cái gì? Mộng đẹp, Mộng đẹp có thai với ba con hả? Chính ba là người đã báo cho con biết con sắp có một đứa em. Trời ơi, vợ con chào bác. Cậu mới qua hả? Chào anh. Ngày mai tôi đi rồi nên hôm nay mời cậu qua dùng bữa cơm đi chia tay. Để tôi thắp cho Điệp một nén nha. Cậu qua đây ngồi nè. Để cho con Điệp sớm siêu thoát, tôi cũng chai 100 ngày cho nó, nên chỉ mời cậu dùng bữa chay thôi. Dạ, không sao đâu bác, con ăn gì cũng được mà. Tôi mời anh tới dùng cơm với gia đình, trước là muốn cảm ơn anh đã giúp tôi lo chu đáo cho tang lễ của Điệp. Còn sau á, tôi có lời gửi gắm. Khi tôi đi rồi á, anh thỉnh thoảng đến thắp nhang cho em gái tôi. Tôi thấy mình có trách nhiệm với cái chết của Điệp. Nếu Điệp không quen biết tôi, có lẽ giờ này cô ấy vẫn còn đang sống vui vẻ. Con người mà, sống chết có số. Anh đừng tự trách mình làm gì. Tôi biết anh là người tốt, chỉ là em gái tôi không có phước ở bên cạnh anh thôi. Anh có nói gì thì tôi vẫn thấy mình có tội với Điệp. Anh đâu phải là người gây ra cái chết cho Điệp đâu mà anh nói như vậy. Tôi tin là em gái của mình cũng không trách anh đâu. Số nó ngắn ngủi quá, chưa bước qua 20 mà đã đi rồi. Qua bên kia
không biết có ai che chở cho nó không nữa. Má, nhất định bác phải mạnh mẽ lên, bác không được suy sụp. Má như vậy thì làm sao con đi được. Má yên tâm đi, chỉ một năm nữa thôi con sẽ lấy bằng, và con sẽ về phụng dưỡng cho má. Anh cứ đi đi, tôi hứa là sẽ thay anh chăm sóc cho bác trong thời gian tới. Cảm ơn anh rất nhiều. Thôi, hai đứa ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Dạ. Cảm ơn anh. À, nghe nói là anh có cô em gái học cùng tiểu bang với tôi. Ngày mai tôi đi rồi, anh có muốn gửi gì không? Có gì tôi sẽ mang qua chỗ cô ấy. Tôi sợ làm phiền anh. Có gì đâu mà phiền. Anh đã quan tâm tới gia đình tôi như vậy, tôi cũng nên làm một cái gì đó để đền đáp cho công ơn của anh chứ. Nếu được, ngày mai tôi mang ra sân bay cho anh nha. Tôi cũng không mang nhiều hành lý đâu. Anh đừng có ngại, có muốn gửi gì á thì cứ đóng gói đi, hải quan cho qua là tôi đem đi liền. Mẹ tôi có gửi ít đồ cho em gái, giờ anh mang qua cho nó. Địa chỉ tôi có ghi trên thùng đồ. Anh yên tâm đi, tôi sẽ chuyển cho cô ấy khi tôi qua tới bệnh. Anh đi mạnh khỏe, yên tâm đi, tôi sẽ thường xuyên tới thăm bác gái mà. Ngay lúc này tôi không nỡ rời xa mẹ tôi, nhưng mà giờ việc học cũng còn hơn một năm nữa, tôi không thể bỏ dở. Cảm ơn anh nhiều. Tôi đi nha. Anh ơi, anh ơi, tỉnh dậy đi. Anh sao vậy? Anh nằm mơ thấy cái gì mà dùng dãy dữ vậy? Là ác mộng nữa đúng không? Mặc kệ tôi. Anh thôi làm việc ác đi, thì sẽ không nhìn thấy ác mộng nữa. Là ai đã hiện về? Mộng Điệp, hay là những người anh đã bức tử họ vì nợ nần? Cô có im đi không? Tôi chẳng có tin gì ba cái chuyện ma quỷ dầm nhi. Mà có chăng cũng chỉ là hồn ma bóng quế, chẳng thể hại một người bằng xương bằng thịt như tôi. Con cầu xin trời Phật linh thiêng độ cho chồng con quay đầu là bờ, nghiệp chướng gây ra càng nặng thì quả báo càng lớn. Cái thằng này, mày làm cái gì mà ngày nào cũng nhậu vậy? Riết rồi đổ đốn, đúng là cái thứ không ra gì. Sao ba ông đi ngủ đi, quan tâm tới con làm gì? Tao không quan tâm, tao chỉ thấy chướng mắt thôi. Con hai sai rồi, đi vô phòng ngủ. Ra nè, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Trời ơi, sao sai dữ vậy? Con đi vô phòng đi. Ba có biết tại sao con uống nhiều rượu vậy không? Vì đêm nào con cũng thấy Mộng Đẹp hiện về. Thành Thiên, cô ấy hỏi con tại sao cô ấy lại chết trẻ như vậy. Mày nói nhảm nhí, vô phòng ngủ đi. Con đi đi, sai lắm rồi, đi về phòng đi. Đi. Con không nhảm nhí, ba trả lời con đi, tại sao ba lại đối xử với con như vậy? Tại sao ba hại chết cô ấy hả? Nè, trời ơi, Thành Thiên, anh ơi, sao lại đánh con vậy? May mà còn ăn nói lung tung nữa thì đừng có trách. Đúng là cái thứ không ra gì. Con sai rồi, con làm ba con giận kìa. Vô ngủ đi con. Tại sao vậy? Tại sao lúc nào ba cũng chửi con là đồ vô dụng?
là thứ con trai gì? Con là con của ba mà. Anh Thiên, ba sao vậy? Ba đâu có nghe anh đi. Con. Ba. Thiên. Bà ơi, sống khôn thác thiên phù hộ cho con trai mình nó tĩnh tâm. Lòng hận thù mù quáng lâu ngày đã biến nó thành một người xa lạ trong căn nhà này. Mẹ thật bất lực. Nhìn con đau khổ như vậy mà mẹ không giúp được gì cho con hết. Thành Thiên ơi, sao mà số phận của con lại nghiệt ngã như vậy? Sao con lại có mặt trên cuộc đời này? Mẹ phải làm gì đây? Mẹ phải làm gì bây giờ đây Thiên ơi? Dạ mời anh uống nước. Cảm ơn em. Ủa, anh tìm em có khó không? Không khó lắm. Tại vì lúc trước anh có làm giao hàng cho cửa hàng bánh pizza, nên địa chỉ khu này anh rành lắm. Ủa, anh vừa đi làm vừa đi học nữa hả? Nhà anh nghèo lắm. Anh đi du học với học bổng toàn phần. Anh phải làm thêm để trang trải thêm cho cuộc sống. Anh không may mắn như em đâu. Anh nghe anh Thiên kể về em nhiều, hôm nay mới có dịp được gặp mặt. Em xinh hơn anh tưởng tượng nhiều lắm. Anh như đang thấy mình chiêm ngưỡng một cô công chúa trong truyện cổ tích vậy. Bà có chuyện muốn nói với con, nhưng nói ở nhà không tiện. Ở đây chỉ có hai cha con mình dễ nói hơn. Từ hôm ba về tới giờ con lu bu quá, không có thời gian giặt cho ba. Con xin lỗi. Con mời ba. Hôm nay ba muốn nói chuyện với con với tư cách là hai người đàn ông, được chứ? Dạ, ba muốn nói gì với con thì ba cứ nói. Lâu lắm rồi cha con mình không có tâm sự với nhau. Với một người đàn ông, theo con thì điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời? Dạ, con nghĩ là sự nghiệp. Con nói không sai, nhưng đó là quan niệm của một người đàn ông ở tuổi 30. Người đã trưởng thành, chững chạc, và khi đã có tất cả lại có suy nghĩ khác. Khi con chưa có tiền, con muốn có thật nhiều tiền. Con mong có được sự nghiệp. Con khao khát được thành đạt. Tất cả những mong cầu đó chỉ để chúng ta đạt được hai từ: hạnh phúc. Bà nói vậy có đúng không con?
Dạ đúng. Vậy hạnh phúc là gì? Là có thật nhiều tiền, có sự nghiệp, hay có một gia đình êm ấm, có sự yêu thương thấu hiểu giữa những người thân trong một mái nhà. Bà biết con là một người đàn ông thông minh, bản lĩnh. Con hiểu hết, con biết hết. Nhưng con cố chấp, không dám nhìn nhận vào sự thật, thoái thác những mong cầu đơn giản và bình thường nhất của bản thân và của gia đình là cách con đang chạy trốn. Có những mâu thuẫn xảy ra với chính mình mà con không tìm được lối thoát. Bà nói con chạy thoát à? Cũng có thể. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm con à. Đừng để quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Sống một ngày, hãy tận hưởng trọn vẹn một ngày. Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân mình. Hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ là một thứ cảm xúc do chính mình tạo ra. Ba chỉ muốn thấy con sống hạnh phúc trong những ngày còn lại của cuộc đời. Thank you.